Cậu chơi cái đấy làm sao nhìn bong bóng được? Xem của tớ này. Wow. Ủa có nhiều bong bóng thế? Cho tớ thử xem nào. Ui. Hả? Tránh ra, tránh ra. Súng bong bóng siêu to này. Ui. Súng to kia kiểu gì? Bắn được nhiều bóng lắm cho mà xem. Ừ, chắc là đẹp lắm nhờ. Lỗi kỹ thuật. Hết pin. Hơn. Chơi cái này đi. Hả? Cậu biết chơi cái này không? Ui giời ơi, trò đơn giản. Tớ xem trên TV này. Để tớ thể hiện cho. Thế mà nói rõ to. Lò xo mà cậu chơi như Jojo đi hả mây? Được rồi, thế để tớ chơi kiểu này. Ôi giời ơi, nhìn mây khoanh tay chơi như phá đồ các bạn. Đây, chơi kiểu này thế. Các cậu chơi sai hết rồi, phải chơi như thế này này. Khét đấy, khét đấy. Ôi, mà thôi đói quá. Hay là về nhà tớ ăn cái gì đi. Nè này, hai cậu có thuộc bảng chữ cái không? Có. Thế bây giờ, hai cậu đọc đi. Xem ai đọc nhanh hơn. Các bạn ơi, các bạn cùng làm giám khảo với mình nhá. Nào, nhớ đọc đầu nào. Tiên nào. A, A, Ơ, Bờ, Cờ, Gờ, Đờ. Đừng. Đi. Sai rồi, sai rồi. Cho lại lần nữa. Đờ, xong đến gì nào? Đờ. E. Ờ, viết đi. E. Y. À, cứ y thôi. K L M. Trái rồi. Thôi, nào ngá nào. Nào. A A O B C D D E E G H I K L M N O U B. Ơ O O O U U. Ơ O O U U. Sai. Ôi trời ơi các bạn ơi, tưởng nam như thế nào? Thế kiểu này bằng chữ cái không thuộc thì học lại lớp 1 đi. Cậu vừa giỏi đọc ấy. Đương nhiên là tớ thuộc rồi. Gì chứ bạn chữ cái nắm chắc lòng bàn tay. Wow. A á ớ. A á ớ bờ cờ giờ đờ. E E O. Thôi. Thua nhá. Có khi thua cả Nhật đang đó luôn. Bọn mình học lớp 1. Thế này mấy khoai tây học lại từ mầm non. Thôi được rồi, Nam Hồng Áo là người chiến thắng. Bốc thăm đi. Bốc thăm đi Nam Hồng Áo ơi. Nào giờ mình bốc thăm nhá. Bốc đại đi. Có nhìn thấy được đâu. Chữ gì đây? Chữ G. Chữ G. Gương đây. Nhưng mà không có gương. Cậu phải dùng ghế. Huy Nam cũng khá là ghê. Để mình xem là mình là gì đây. Bạn đây, bạn đây. Được không? Làm cái bạn đây. Cái này có vẻ nên có vẻ nên đây. Được đánh dấu. Mơ. 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 Hình như là mũ ấy. Mũ thì đơn giản quá. Chơi làm cái gì. Phải dùng móc lên nè. Mình sẽ bóc ở giữa cho chắc ăn. Trước cờ. Cờ. Cờ liên quan từ gì nhỉ? Cây. Cờ là đấy. Cậu đi mà ăn bằng cờ của cậu nghĩa là ăn bằng chảo đúng không cô? Chảo thì khó ăn chết à? Ừ. Cờ sẽ ăn bằng cơm. Dụng cụ ở đây rồi thì đồ ăn đâu? Đâu rồi? Mì cay. Một đĩa mì cay siêu to. Mình sẽ chia đều cho cả ba nhé các bạn. Hả? Sao bạn đấy lại idol? Bát mì hơn là dành cho cậu đấy. Tại vì cậu béo thế còn gì ăn ít thôi. Để tớ về Nhật ăn hộ cho. Mây khoai tây chưa chẳng cũng bỏ cả. Để tớ tự ra chưa. Hả? Bây giờ luật chơi sẽ là như thế này. Nếu ai không ăn hết đĩa của mình hoặc là ăn cuối cùng thì sẽ bị thua và không được uống nước. Ăn mì cay mà không uống nước thì chịu làm sao được. Hả? Nani? Đáng đời cái đồ tham ăn. Quả này Nam Hồng Áo thua chắc rồi các bạn ơi. Tỉnh ngủ đi Nam ơi, không ai cứu được Nam đâu. Không sao, ghế của mình to mà. Mình sẽ xúc được nhiều. Đảm bảo sẽ ăn hết bát mì luôn. Trông Nam Hồng Áo khó khăn quá các bạn ơi. Bây giờ lượt mình, chắc chắn là của mình sẽ dễ dàng hơn. Wow. Ừ.
Ui, ăn mì cay của này á, tuy nó khó khăn một chút các bạn ạ, nhưng mà chắc là kiểu cảm giác mới lạ nên mình cũng ngon thôi. Hôm nay giờ mình trò này chỉ có mình là người chiến thắng thôi. Các bạn xem mình thể hiện đây này. Mình hoàn thành nốt cái đĩa không? Đỡ cay hẳn. Nào, nhớ cậu không đi. Bên này đi, chỗ này đi. Chữ gì thế hả Nhật? Chữ L. L á? L chính là lòng xào dưa đấy. Nào, ngáo nó cũng đồ ăn với đồ ăn thế. Đấy không phải là dụng cụ đâu. L chính là lược. Ew, lược nó phải chảy đầu đâu. Cậu lấy lược để ăn cơ mà. Nani? Sao cậu không nói sớm? Để tớ mang đi rửa. Mình vẫn chọn phương án ở giữa cho an toàn các bạn ạ. Bà. Bà á? Bà là bút, ăn bằng bàn đấy. Không, nope. Ăn bằng bóng nó mới khó. Chẳng có bút bàn bóng gì cả. Mình sẽ ăn bằng bảng. Các bạn ơi, giờ đấy là mình nhá. 4, 5, 6, 7. Chữ V. Là gì đấy các bạn? Vật đấy. Ví mới đúng. Không phải đâu. Mà là của các bạn ạ. Thế đồ ăn vòng này là gì đấy? Thôi đừng có ăn đồ cay nữa, tớ đau bụng lắm. Đồ ăn vòng này là đây này. Oh my god. Ông là trứng muối. Yeah boy. Mà 5 quả trứng 5 phô mai. Chia để làm sao cho được 3 người. Đây, để tớ chia cho. Hả? Đó, như vậy là đúng. Ai chửi mắng thì ta giả điếc. Đời cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhận. Tin tưởng mấy phần đây là một sai lầm các bạn ạ. Mình sẽ tự chia. Mời các bạn ăn nhá. Bây giờ ơi, cái bánh có tí mà ăn bằng hả cái bạn. Ăn bằng bảng khó khăn cực số luôn đấy các bạn ơi. Hả? Nhìn nhắn nhỏ, cậu bảo có một chữ L mà. Sao ở đây lại có chữ T? Đây các bạn, rõ ràng mình cầm đây là chữ L mà. Có phải chữ T đâu. Tớ cũng nhìn ra chữ T. Nãy tôi thấy cậu lấp ló ngó tay rồi nhá. Thế cậu phải ăn đồ ăn bằng chữ T đi. Bằng tiền đúng không? Không, cậu phải ăn bằng tâm. Tâm thì tâm. Biết thế dùng cái lược này chảy đầu ngay từ đầu. Tâm thì tâm. Mấy cái kẻ bó này ra để chọc ăn này. Hả? Chơi thì ai chơi. Cậu chỉ được dùng một cái tâm thôi. Mình sẽ ăn được. Ui, Nhật nhân nhỏ ăn khó khăn quá các bạn ạ. May là mình bốc phải cái bảng còn dễ ăn chán. Hơi cồng kềnh tí. Nhưng mà ăn thế này tiện. Mình sẽ dùng vở để thái nhỏ chiếc bánh này ra ăn cho nó ngon các bạn ạ. Rồi. Điều mình cứ tưởng ăn bằng vở khó lắm cơ. Nhưng mà mình sẽ tận dụng chất khá của mình như thế này. Mình sẽ biến nó trở nên dễ dàng hơn. À, Monkey! No! Cậu cái nào hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó đã cánh phải. 2, 3. Chữ K. Ui, có thể ăn một kiếm các bạn ạ. Của mình là chữ D các bạn ơi. D có gì nhỉ? Chữ R mình có rổ. L
đừng có dép các bạn ơi. Dép gì mà bé như bàn tay cậu à? Đây là dép của cháu mình mua tặng nó sinh nhật. Nhưng mà thôi đẹp quá, mình sẽ giữ lại để mình dùng. Mình có sườn. Mình có thấy có làm gì đấy? Thì nó tưởng là miếng sườn. Tôi đang ăn. Có hâm à? Đây có phải miếng sườn đâu. Đây là chiếc kẹp tóc cơ mà. Thế mà cậu không nói chứ? Tôi kịp nói đâu, cậu đã ăn rồi. Đồ ăn không phải là sườn. Mà là đây này. Tốt đi. Ai nhỉ, hấp dẫn quá. Nào ăn nào, ăn nào, ăn nào. Uầy, có đôi lúa sốt đẹp đấy. Mỏi tay quá các bạn ơi. Vận động hết cơ tay mới được một miếng. Thôi, để tớ làm cho, nhìn có ăn khổ sở quá. Có bánh dày rồi, bây giờ tớ sẽ làm cho cậu cái bánh dép. Ăn đi. Là ăn kiểu gì? Là cậu cứ ăn cái bánh dày ấy. Ăn cả dép á? Ăn đi. Qua những giây phút vừa rồi, các bạn thấy dụng cụ của ai thú vị nhất? Hãy comment phía bên dưới cho bọn mình biết nhá. Còn bây giờ, thử thách của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết thì của mình. Hãy tặng cho May một like và nhớ bấm nút đăng ký bên dưới. Bật chuông báo để nhận thật nhiều những cái mình khoai tây nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau. Bye bye.